Lương nè, lương nè. Ừ. Một cục bọn miếng lương. Ăn đi còn gì mới làm chứ. Ăn đi còn gì mới làm chứ. Chào các bạn, chào các bạn. Hôm nay anh em mình sẽ làm món cá lóc kho lạc nha các bạn. Với canh chua cá lóc nha các bạn. Mời các bạn ăn cùng anh em mình. Đó. Chào các bạn. Hôm nay anh em mình sẽ mua được hai cá lóc nha các bạn, làm sạch sẽ thôi. Một con thì mình sẽ nấu canh chua. Mấy một con cái đầu mình nấu canh chua nha các bạn. Còn cái mình thì mình sẽ kho lạc, kho dưới hành nè các bạn. Đó. Bây giờ anh em mình sẽ làm. Và mời các bạn ăn cùng anh em mình nha các bạn. Đó, hai cá lóc đã không? Hai cá lóc nhỉ. Lọc cọc nha các bạn. Ừ. Đây. Bắt đầu tiến hành mình ốp cá nha các bạn. Vô. Ở kêu này các bạn. Đây các bạn, mình ốp cái nồi cá lóc kho của mình rồi nè các bạn. Quá tuyệt các bạn. Một chút xíu nữa mình sẽ kho nha các bạn. À, hôm nay mình sẽ ăn với cá lóc kho lạc nha các bạn.
Chào các bạn, mời bạn cơm với mình nha. Ồ. Cơm cá lóc kho nha. Gà nữa. Ê. Lưng nè, lưng nè. Ừ. Một cái bọn miếng luôn. Ăn đi còn gì mới làm chứ. Ừ, ăn đi còn gì mới làm chứ. Đi làm buổi sáng nữa. Nghỉ biết rồi, lại chút xíu đây. Nó muối nước cái là cho chanh được phải không? Chị nha. Giờ thức chưa, đi tắm đây. À, đi tắm trước rồi. Tắm cái cơm nha anh. Tắm trước là gồm sao? Ừ. Thôi ăn đi anh Việt, ấy nước cái. Anh Việt làm nước cho anh. Ăn đi con. Ăn đi. Ngon lắm. Lấy gì? Đó đó. Chén kế đây nè. Đó kế cái thào á. Ừ. Đi để ăn cơm xong rồi ăn chút xíu đi rồi mà. Nước ép sôi rồi mới làm được chứ. Chào các bạn nha các bạn.